Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sarasamuni Buddha là người sáng lập ra Phật giáo, một nhân vật có thật trong lịch sử. Xuất thân là Thái tử Tất Đạt Đa con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya, dòng họ Cô Đàm, vương tộc Thích Ca, ngày nay là nước Nepal. Ngài được cho là sinh vào ngày rằm tháng tư âm lịch, 15 trên 4 năm 624 TCN, theo lý giải của Phật giáo Nam Tông, mùng 8 trên 4 âm lịch, theo lý giải của Phật giáo Bắc Tông tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi nằm giữa Ca La Vệ và Deva ở Nepal khi phật thích ca giác ngộ ngài cũng nhận ra một điều khác rằng những gì ngài nhận thức nằm ngoài kinh nghiệm thông thường đến nỗi không thể giải thích được hoàn toàn vì vậy thay vì dạy mọi người những gì nên tin ngài dạy họ tự giác ngộ cho chính mình giáo lý nền tảng của phật giáo là tứ diệu đế rất ngắn gọn sự thật đầu tiên nói với chúng ta rằng cuộc sống là đắc kha nó thường được dịch là đau khổ nhưng nó cũng có nghĩa là căng thẳng hoặc không thể thỏa mãn sự thật thứ hai cho chúng ta biết đau khổ có nguyên nhân nguyên nhân trước mắt là sự thèm muốn và sự thèm muốn đến từ việc không hiểu thực tế và không biết chính mình bởi vì chúng ta hiểu sai về bản thân chúng ta đang chìm trong lo lắng và thất vọng chúng ta trải nghiệm cuộc sống một cách hạn hẹp tự cao tự đại trải qua cuộc sống khao khát những thứ mà chúng ta nghĩ rằng sẽ khiến chúng ta hạnh phúc nhưng chúng ta chỉ tìm thấy sự hài lòng trong một thời gian ngắn và sau đó sự lo lắng và thèm muốn lại bắt đầu sự thật thứ ba cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể biết nguyên nhân của đau khổ và được giải phóng khỏi vòng xoáy của căng thẳng và thèm muốn tuy nhiên nếu bạn chỉ áp dụng niềm tin phật giáo sẽ không thực hiện được điều này sự giải thoát phụ thuộc vào cái nhìn sâu sắc của chính mình về nguồn gốc của đau khổ sự thèm muốn sẽ không ngừng cho đến khi bạn tự mình nhận ra điều gì gây ra nó sự thật thứ tư cho chúng ta biết rằng giác ngộ có được nhờ thực hành bát chánh đạo bát chánh đạo có thể được giải thích như một phác thảo của tám lĩnh vực thực hành bao gồm thiên định chánh niệm và sống một cuộc sống đạo đức mang lại lợi ích cho người khác sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn và tìm thấy trí tuệ của sự giác ngộ mọi người thường nghĩ rằng để đạt giác ngộ là luôn luôn hạnh phúc nhưng không phải vậy và việc đạt được giác ngộ và hạnh phúc không nhất thiết phải xảy ra cùng một lúc rất đơn giản giác ngộ được định nghĩa là nhận thức thấu đáo bản chất thực sự của thực tại và của chính chúng ta giác ngộ cũng được mô tả là nhận ra phật tính mà trong kim cương thừa và phật giáo đại thừa là bản chất cơ bản của tất cả chúng sinh nói cách khác sự giác ngộ luôn luôn hiện hữu cho dù chúng ta có nhận thức được điều đó hay không do đó sự giác ngộ không phải là một phẩm chất mà một số người có và những người khác thì không nhận ra giác ngộ là nhận ra những gì đã có chỉ là hầu hết chúng ta đều bị lạc trong sương mù và không thể nhìn thấy nó